Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Như thế, sự thật không do con người tạo ra hay làm chủ. Đó chính là món quà mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa, Đấng là chân lý, là nguồn mọi sự thật. Và trong đoạn tin mừng mà chúng ta suy niệm hôm nay, Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần là thần khí sự thật, sẽ dẫn đưa chúng ta đến chân lý trọn hảo. Nếu chúng ta bước đi trong sự soi dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta nhất định sẽ không có sự giả dối và sai lầm. Nhưng là những con người tự do luôn sống trong bình an và hạnh phúc tràn đầy. Chắc chắn, khi chúng ta sống theo sự thật hay làm chứng cho chân lý, đôi lúc phải trả giá bằng những thua thiệt ở đời này, thậm chí là những mất mát theo cái nhìn của thế gian. Thế nhưng, chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta và đảm bảo cho chúng ta một đời sống vĩnh cửu bên Đấng là chân lý tối thượng. Điều đáng tiếc là con người sẽ dễ bị lôi cuốn bởi thủ lãnh của sự dối trá là Satan, kẻ luôn mê hoặc chúng ta xa tránh sự thật để rồi chuốc lấy những hệ quả gây bất an cho đời sống, thậm chí nguy hoại cho phần rỗi của mình. Những gì diễn ra trong thực tế đã minh chứng cho điều đó. Thế giới chúng ta đang sống đã và đang chứng kiến sự hoành hành của dịch bệnh. Nó cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng và gây hoang mang, đau khổ cho hàng triệu triệu con người. Hiển nhiên, nguyên nhân trực tiếp là do con virus corona. Thế nhưng, chúng ta còn nhận ra rằng hậu quả khủng khiếp của đại dịch này còn được vun đắp bởi sự giả dối, che giấu đi sự thật, thông tin sai lầm của một số cá nhân, tổ chức, chính phủ. Vì tham lam một số lợi lộc vật chất, vì để mưu cầu cho mục đích bất chính nào đó, mà họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của anh chị em đồng loại bằng sự gian dối của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa đến đổi mới chúng con, để chúng con luôn biết đón nhận và sống theo sự thật mà Chúa soi dẫn. Xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa, Đấng là sự thật, qua chính đời sống trung thực và chính trực của chúng con. Amen.